nhiều người dân bất ngờ khi đầu cầu Lập Thạch, phường 2, thành phố Đông Hà, Quảng Trị xuất hiện hai đống đất lớn bịt kín mặt cầu. Bên cạnh đề biển phía trước công trường đang thi công, kiểu chặn đường, cấm xe lạ lùng này vừa phản cảm vừa gây nguy hiểm khi nhiều xe cộ cố vượt qua. Theo ghi nhận, hiện ngay đầu cầu Lập Thạch một đống đất và một đống xà bần lớn được đổ tràn ra, phủ kín mặt cầu. Nhiều xe cộ khi lưu thông đến đoạn đường này, thấy hai đống đất án ngữ buộc phải quay đầu, tìm lối khác. Bên cạnh hai đống đất, một biển lớn ghi phía trước công trình đang thi công được treo tạm ở đầu cầu Lập Thạch. Dù có hai đống đất to bị kín, nhưng nhiều người dân có nhà ở phía bên kia cầu vẫn cố gắng lái xe vượt qua ụ đất. Theo người dân địa phương, tình trạng này diễn ra từ khi đơn vị thi công bắt đầu sửa chữa đường phường 2 đi Đông Dương, Đồng Lễ. Biết đi qua ụ đất nguy hiểm, nhưng đây là đường chính của người dân một số xã của huyện Triệu Phong và phía đông thành phố Đông Hà ra vào trung tâm thành phố. Đường này là gần nhất, không lẽ chúng tôi phải đi vòng? Một người dân nói. Dự án đường phường 2 đi Đông Dương, Đông Lễ bắt đầu thi công từ năm 2017. Cuối năm 2018, tuyến đường cơ bản làm xong mặt đường và vỉa hè. Nhưng do các vướng mắc trong giải phóng mặt bằng, đơn vị thi công đứng bánh khiến dự án ì ạch. Năm 2019, tuyến đường xuất hiện nhiều điểm hư hỏng nghiêm trọng. Nhà thầu sau đó đã bỏ kinh phí sửa chữa. Đến nay, tuyến đường vẫn chưa được nhà thầu bàn giao cho chủ đầu tư, nhưng mặt đường đã hư hỏng. Có đoạn, nhà thầu đang bóc bê tông nhựa cả mặt đường để vá. Ông Nguyễn Văn Dũng, Giám đốc dự án phát triển đô thị dọc hành lang tiểu vùng sông Mê Công thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Trị, cho biết tuyến đường chưa bàn giao cho chủ đầu tư nên đây vẫn được xem như là tài sản của nhà thầu.